はい。
Chào bác. Trông xong rồi. Bác thấy sao? Thân nó tím ngắt này, như cái màu chậu này. Chậu tàu thay vào đây. Rộng rãi một chút để mình nuôi. Cây này vẫn cần phải nuôi. Thì báo cáo các bác là nó là một cái cây si rất lùn. Nhiều đầu chắc chỉ nó chỉ là chưa đến 30 phân đâu. Hoàn thiện chắc được khoảng độ 30 phân. Thì tôi vừa cắt lại tay cút rồi điều chỉnh lại một xíu, trồng căng lại rễ và xưởng tí ti. Nó là một cây si rất là đẹp, chơi hai mặt, chơi đều mọi mặt. Vì sao tôi có nhiều lần tôi có nói là tôi thích cái cây nó rõ ràng. Nhiều đầu cũng thích, nhiều đầu phải rõ ràng các bác nhé. Hoặc là cây bài thì rõ ràng. Đấy, ví dụ cây kia tôi đã làm cho nó rõ ràng rồi. Thì hôm nay thì sở hữu được hai cốt rất hay. Và làm được hai cốt rất hay. Chắc chút là cái tay này các bác cái cắt sớm quá. Cái này này, những chỗ khác thì tôi vô tư. Thôi, nuôi lại xì rất nhanh thôi. Nếu mà thải nước mà nhiều phân thì nhanh lắm. Vừa nãy các bác xem tôi rũ ra là toàn bộ những cái rễ ở trên mặt này là ngày xưa người ta ụp trên phân lợn, và những cái rễ buông ở đây xuống này nó chằng chịt, gỡ ra và trồng lại hoàn toàn đất mới đây. Bác nhìn thấy bệ bãi của nó vừa nãy nó cứ bệt nó rất là đều. Cây này chơi được hai mặt bác nhé. Có thể quay trong nhà hơi tối các bác không nhìn thấy hết nét, nhưng nó là cốt rất đặc và thanh thoát, nhiều đầu nhưng thanh thoát. Đấy, phải nói lại các bác, một số các bác có thể mất lòng, nhưng mà một số các bác bây giờ làm cây thì mà chơi thì nhiều khi là chưa làm được. Và cây chưa có tay cút gì đã ra là cắt, chưa có tay cành gì đã lấy dăm rồi, nó cứ túm tụm nhìn nó, nhiều đầu nó chẳng ra cái nét gì cả. Rồi cứ khen đẹp nhưng thực tế cây nó đẹp, thứ nhất ở cái cốt, thứ hai là sự thanh thoát, cách làm thoáng cây. Nhưng bây giờ làm như thế các bác nhanh được chơi đúng không? Cây nó bí, sau nó không còn quý nữa, tay cành chẳng có, lấy cái dăm nó tủ túng cái cây ra. Đấy, cây này nhiều đầu nhưng mà tay cút nó thoát rồi, rất thoát. Nuôi một nhịp cắt giật, hai nhịp, ba nhịp, rất nhiều rồi. Bây giờ thoát thân ra rồi. Thì nó là một cây thiên nhiên, sau nhiều đầu rất hay. Cao thấp. Cây này thì tôi sau phải xử lý, chỉ nó hơi to một chút. Đấy, mở nó xuống đây một chút xíu nữa. Về tổng thể nó rất là đẹp rồi. Đấy, con nhìn này. Kính mê không? Lực điền này. Dáng nông dân này, dáng võ phu. Bác thế. Rất mê. Không yêu sao được. Báo cáo các bác là mua xong cây này thì có người sẵn sàng cộng luôn 10 triệu các bác ấy. Nhưng mà nhiều khi anh em cứ bảo là mình sao lấy cao thế, nhưng mà không để cho người ta giá cao sẽ trả 10 triệu rồi mà không bán. Thực tế tôi không muốn bán đâu các bạn. Về phải làm, phải định hình, phải đánh dấu lãnh thổ, hay là xem tương lai thế nào đã chứ. Bây giờ chưa về nhà người ta đã đưa đi luôn thì mình đúng là cũng giống dân buôn cây thực sự. Tiền thì ai cũng thích thôi. 10 triệu đâu có đơn giản. Cả tháng lương của mình chứ. Đấy, các bác nhìn từ trên xuống rõ hơn đúng không? Thì tôi quay trong nhà mà. Quay trong cái mái này, ngoài đông mưa nó tối. Thì rất là đẹp. Rất là đẹp. Các nhìn đi. Tôi sửa cái này cho nó đỡ cao cái này một chút thôi. Ổn rồi. Cạp bỏ cái ngọn này đi. Lấy cái ngọn đây. Đấy, đây này sau sẽ sửa giật lại. Cơ bản là vẫn như vậy thôi. Rất hay. Rất hay, rất lành lặn này. Bác nhìn đi, xì nó sướng ở cái chỗ đấy. Cái da của nó, cái chất xì này thì tuyệt vời rồi. Chất xì, nhìn màu da là biết chất xì ngon rồi. Đấy. Bác thấy nhiều đầu bây giờ này, mơ ước của nhiều anh em đấy, rất nhiều anh em. Đó. Quay lại một vòng nữa đi. Chào các bác, cuối tuần rất thành công rồi. Được ăn được hai cây và sửa đều đúng ý hết.
rửa xong đều rất là vui, rất là sướng. Tuyệt vời. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé, nhiều cây đẹp.